Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến giai đoạn vòng đời gia đình cuối cùng, thứ bảy, còn được gọi là giai đoạn gia đình sắp kết thúc cuộc sống. Quá trình chuyển đổi cảm xúc với các nguyên tắc chính đó là sự chấp nhận thực tế của những giới hạn và cái chết và hoàn thành một vòng đời. Yêu cầu thay đổi bậc 2 về tình trạng gia đình đối với tiến hành phát triển đó là: thứ nhất, đối phó với sự mất mát của vợ hoặc chồng, của anh chị em và của những người bạn khác. Thứ hai là chuẩn bị cho cái chết và di sản. Thứ ba là quản lý các vai trò bị đảo ngược trong việc chăm sóc giữa thế hệ trung niên và các thế hệ già. Thứ tư là tổ chức lại các mối quan hệ với cộng đồng lớn hơn và hệ thống xã hội thừa nhận vòng đời đang thay đổi của các mối quan hệ.